Yeah. Đi cắn là chân hỏi hắn cái lụm sạch thôi đó, cái nào lụm cái đó lụm bao nhiêu đâu mà rồi nó cũng lụm đâu anh về đồ đừng có đẹp như đấy quá. Con này nó không có tay bánh sâu bay qua đây. Thôi qua dậy hết rồi nhé, ấm luôn. Từ bé bé ăn đi rồi ba cháu sửa xong. Chưa hết mà nhìn vô con bánh. Nhìn gì bé bé? Đập cho bây giờ. Tự nhiên cái bánh. Thằng hỏi mày làm cái làm gì? Này. Em phải mặc nữa. Không có được rồi. Mình vui cho đàng hoàng cái chỗ người ta ăn uống luôn. Đạp đứt đài không chưa chứ. Quay nó kìa, nó cái chân này láo. Cái điện sâu quê. Ừ. Này nó có thù oán gì tới mày người điện. Nó có thù quản gì với mày đâu hỏi. Để con ta nhỏ sáng xinh xắn như mà mày để ăn xong rồi cứ địa con ta thèm. Đinh mặt nó ghét con mẹ nó. Rồi rồi hỏi em nhỏ hỏi em. Đó, mắt nó kém rồi. Thôi sao mười em mà mười kỹ mày thì bữa nó lớn lên đẹp gái cua nó không chịu. À, nó hù vợ nó rình thôi. Thôi hỏi nghe hỏi cũng được. Làm gì thôi
Mày làm gì cái trò vậy? Đừng. Thôi. Thôi. Kết nước dĩa lên. Cỡ nào cũng nha, cỡ nào cũng địa. Hỏi đâu rồi? Đâu đứng lên con quay. Hỏi. Chọn bên đi. Mất liếc rồi. Mày quá ớm. Rồi, được rồi. Đi về. Hãy ngồi em.